vào tháng 5 năm 1992, Công ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đã được thông qua như một nỗ lực toàn cầu ứng phó với sự nóng lên của trái đất. Từ năm 1995, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đã được tổ chức hàng năm. Tại COP21 được tổ chức tại Paris, Pháp năm 2015, các biện pháp ứng phó với sự nóng lên toàn cầu sau năm 2020 đã được đưa ra thảo luận. Để các biện pháp trên đạt hiệu quả, Hiệp định Paris đã được thông qua. Mục tiêu của hiệp định này là giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Hiệp định này là khuôn khổ đầu tiên trong lịch sử có sự tham gia của 196 quốc gia là thành viên của hiệp ước. 125 quốc gia và một khu vực đã cam kết thực hiện trung hòa carbon vào năm 2050. Việt Nam cũng tuyên bố tại COP26 sẽ đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050, xây dựng kế hoạch hành động dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm đạt mục tiêu đã đề ra tại COP26 như rà soát quy hoạch để tránh phát triển các nhà máy nhiệt điện than mới sau năm 2030. Trung hòa carbon có nghĩa là giảm về bằng không lượng phát thải khí nhà kính như carbon dioxide và metan là nguyên nhân gây ra sự nóng lên của trái đất. Một lượng lớn khí thải nhà kính được tạo ra trong sinh hoạt hàng ngày và hoạt động sản xuất của con người. Trung hòa carbon được hiểu là cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống gần bằng không nhất có thể. Lượng khí thải được hấp thu bằng cách trồng rừng và quản lý trồng rừng. Nói cách khác, việc sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo, thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và hoạt động trồng cây, quản lý rừng không chỉ bảo vệ môi trường toàn cầu, góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững mà còn góp phần duy trì và ổn định kinh doanh của doanh nghiệp. Được thành lập vào năm 1999, IREX là một công ty năng lượng đang triển khai nhiều hoạt động kinh doanh lấy năng lượng tái tạo làm cốt lõi, hướng tới mục tiêu loại bỏ carbon không chỉ tại Nhật Bản mà cả ở các quốc gia khác. Với bề dày kinh nghiệm và thành tích trong lĩnh vực tái tạo năng lượng, hiện chúng tôi triển khai các hoạt động phát triển nhiên liệu để cung cấp ổn định và giảm thiểu chi phí đối với nhiên liệu sinh khối chất lượng cao và khả năng thu mua cao. Chúng tôi đang vận hành 5 nhà máy điện sinh khối tại Nhật Bản, đồng thời triển khai hoạt động thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát điện nhiệt than hiện có cho tổng công suất phát điện là 418 MW, chủ yếu là điện sinh khối. Hiện nay, IREX tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất điện bằng kế hoạch xây dựng nhà máy điện sinh khối Nanfit quy mô lớn nhất thế giới với công suất 300 MW và khởi động dự án phát điện hydro hướng tới mục tiêu đạt tổng công suất phát điện lên đến 1.000 MW trong tương lai. Tiếp đến là vận dụng kiến thức và kinh nghiệm phong phú của mình để triển khai hoạt động thương mại, giảm thiểu tác động của biến động thị trường. Ở khía cạnh kinh doanh bán lẻ, IREX đem đến cho khách hàng trên khắp Nhật Bản một giải pháp điện năng hài hòa giữa giá trị môi trường và hiệu quả kinh tế. Nhờ kết hợp 4 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi này, chúng tôi đã đạt mức tăng trưởng doanh số xấp xỉ 9 lần trong 5 năm qua. Tin rằng hoạt động kinh doanh giảm thải carbon là hoạt động không biên giới, IREX chúng tôi đang thúc đẩy và đóng góp vào công cuộc này không chỉ ở Nhật Bản mà còn hướng đến thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Hướng tới mục tiêu khử carbon, chúng tôi tin rằng việc tận dụng nguồn sinh khối dồi dào giá rẻ ở khu vực Đông Nam Á làm nguyên liệu sinh khối cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu ổn định nguồn cung năng lượng, nâng cao tỷ lệ tự cung cấp năng lượng và tạo công ăn việc làm tại khu vực. Năm 2022, IREX đã thực hiện khảo sát diện rộng tại Việt Nam. Chúng tôi đã đề xuất với chính quyền địa phương 14 dự án xây dựng mới nhà máy điện sinh khối tại 12 tỉnh với công suất 1.060 MW. Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng các dự án này phù hợp với quy hoạch điện 8 là tầm nhìn của Việt Nam từ năm 2021 đến năm 2030 và đến năm 2050. Dự kiến quy hoạch điện 8 sẽ được phê duyệt trong thời gian tới. Tháng 12 năm 2022, chúng tôi đã khởi công xây dựng nhà máy điện sinh khối thương mại đầu tiên của Việt Nam với công suất 20 MW tại tỉnh Hậu Giang, dự kiến vận hành thương mại vào năm 2025. Ngoài ra, vào tháng 9 năm 2022, chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ với Vinacombin Power Holdings về việc xem xét chuyển đổi đốt than nhằm thúc đẩy dự án chuyển đổi than. Mục tiêu là đồng thời ổn định nguồn cung, vừa đem lại hiệu quả kinh tế và khử carbon bằng việc đồng đốt nhiên liệu sinh khối và nhiệt than. Thêm vào đó, IREX đang triển khai phát triển nhiên liệu mới, cụ thể là tiến hành trồng thử nghiệm giống cao lương, một loại nhiên liệu sinh khối mới tại khu vực miền Nam Việt Nam từ năm 2021, đẩy mạnh phát triển nhiên liệu từ phế liệu gỗ và trấu.
Tận dụng đặc điểm vùng miền của Việt Nam, chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển nhiên liệu, lấy trọng tâm là tận dụng nguồn nguyên liệu sinh khối có sẵn, chưa được tận dụng tại các địa phương và phát triển nguyên nhiên liệu mới, lấy trọng tâm là cây cao lương. Chúng tôi sẽ đồng hành, hỗ trợ phát triển nền kinh tế địa phương bằng cách thúc đẩy tạo ra cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập thông qua sản xuất và tiêu dùng tại chỗ. Ngoài ra, IREX cũng đang xem xét thành lập trung tâm sinh khối R&D có vai trò kết nối nhân dân, chính quyền Nhật Bản và Việt Nam, là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tại trung tâm R&D, chúng tôi tiến hành nhiều loại nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn sinh khối chưa sử dụng, nghiên cứu về quá trình đốt cháy, nhiên liệu hóa sinh khối, nâng cao hiệu quả vận chuyển nhiên liệu, cũng như đào tạo nguồn nhân lực hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên tiến về sinh khối, đưa công nghệ sinh khối đã phát triển tại Việt Nam sang nhiều quốc gia khác. Ngoài các hoạt động liên quan đến kinh doanh sinh khối, công ty IREX chúng tôi cũng có những hoạt động hỗ trợ xã hội tại Việt Nam. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, đóng vai trò tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam trong tương lai, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, góp phần xây dựng mạng lưới nhân lực. Công ty IREX chúng tôi với tầm nhìn trở thành nhà tiên phong trong kỷ nguyên mới của năng lượng điện, lấy năng lượng tái tạo làm cốt lõi, sẽ từng bước hiện thực hóa kế hoạch không chỉ ở thị trường Nhật Bản mà còn ở Việt Nam và các quốc gia châu Á khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy văn hóa thách thức từ khi khởi nghiệp để phát triển hơn nữa, trở thành một công ty năng lượng toàn diện.